Nhận lời mời của Chủ tịch ASEAN 2021, Quốc vương Brunei, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại trụ sở Ban thư ký ASEAN Jakarta, Indonesia từ ngày 23 đến 24 tháng 4. Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN. Chuyến đi cũng góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong giải quyết các thách thức nổi lên, cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ họp trực tuyến với các tỉnh giáp biên giới với Campuchia về công tác phòng chống dịch COVID-19, bao gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang. Dịch COVID-19 tại Campuchia đang bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp. Hầu hết các trường hợp từ đây về Việt Nam đều dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia đặt khu vực Tây Nam ở mức độ cảnh báo rất cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các nước láng giềng, Bộ Y tế cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố, khu vực Tây Nam Bộ. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản điều chỉnh việc kiểm tra khai báo y tế tại sân bay. Cụ thể, Cục Hàng không yêu cầu các sân bay dừng việc bố trí nhân sự kiểm tra khai báo y tế của hành khách trước và trong khu vực soi chiếu an ninh. Nhân viên của sân bay sẽ không chịu trách nhiệm kiểm tra khai báo y tế của hành khách. Các sân bay chỉ còn nhiệm vụ hỗ trợ hãng bay thông báo bằng hệ thống phát thanh hoặc màn hình về yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế trước chuyến bay. Điều chỉnh này đưa ra nhằm giảm thiểu sự ùn tắc trước tình trạng khu vực soi chiếu an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất liên tục xảy ra ùn tắc những ngày qua do lưu lượng khách tăng cao và nhiều khách chưa khai báo y tế khi qua cửa an ninh. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù giá đất trên địa bàn tăng so với năm trước, theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội của thành phố và cuộc sống người dân. Nếu điều chỉnh tăng giá đất sẽ gây khó khăn cho người sử dụng đất và tình hình an sinh xã hội. Với việc giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 2,5 lần so với bảng giá đất Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ở khu vực 1. Hệ số thấp nhất là 1,5 lần ở khu vực 5. Đất của hộ gia đình cá nhân có hệ số 1,5 lần cho tất cả khu vực. Hệ số điều chỉnh giá đất ở Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá chưa bằng thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc với các trưởng phòng giáo dục và đào tạo về việc dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng. Do thời hạn 3 năm thí điểm đào tạo chương trình hệ song bằng kết thúc năm học 2021-2022, thế nên năm nay 7 trường trung học cơ sở ở Hà Nội sẽ không tuyển lớp 6 hệ này để chờ đánh giá kết quả triển khai. Thông tin Hà Nội dừng thí điểm hệ song bằng lớp 6 đang làm nhiều phụ huynh lo lắng và nhiều trường lâm vào thế bị động khi mọi công tác chuẩn bị tuyển sinh đã sẵn sàng. Hiện tại 7 trường đang thực hiện đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm Chu Văn An, Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên, Thanh Xuân và hệ trung học cơ sở của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 4 cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ mưa liên tục xuất hiện. So với mọi năm, năm nay mùa mưa đến sớm một cách bất thường. Mưa đến sớm bất thường kèm theo tình trạng gió giật, dông lốc không những làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân mà còn mang theo rất nhiều tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt là đối với người đi đường. Một trong những điểm khác biệt so với những năm trước, năm nay mưa đến bất kể lúc nào trong ngày, trong khi những năm trước thì tập trung chủ yếu vào chiều tối. Không những thế, tổng lượng mưa cũng lớn hơn nhiều so với mọi năm. Cụ thể, đêm mùng 3 tháng 4, tổng lượng mưa đo được tại Hóc Môn là 160mm, trong khi ngày 15 tháng 4 vừa qua tại Nhà Bè là trên 100mm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, với diễn biến mưa trong những ngày vừa qua, thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ đã bước vào mùa mưa và so với mọi năm thì năm nay mưa đến sớm. Thời điểm này thì nó đang có một cái rãnh áp thấp nó hoạt động ngay trên khu vực Nam Bộ, nó nối với lại cái hoàn lưu của cái cơn bão ở phía đông Philippines. Và cái dự báo của tôi trong từ giờ đến cuối tháng thì cái mưa vẫn còn tiếp tục là diễn ra tương đối là nhiều. Do mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật nên hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị bật gốc, ngã đổ, gây khó khăn cho giao thông đi lại tại một số khu vực. Đầu giờ chiều ngày 12 tháng 4, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, một ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Trần Văn Trà thì cây me tây ngã và đè lên. Hai rạng sáng ngày 16 tháng 4, tại góc đường Trường Chinh, Nguyễn Văn Quá thuộc quận 12, một cây đa cổ thụ
với đường kính gốc chừng 3 người ôm bộ bật gốc đổ ngang ra đường. Cái lần nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Mỗi lần mưa gió là dân người ta cũng lo nâm nấp, lo sợ cái gì cây hay ngã đổ, đèn không trúng người này, không trúng người khác. Mong sao cho các chức năng cây xanh rồi đó, tỉa bớt nhánh này nọ, chăm sóc cây cho cẩn thận chút xíu. Mùa sắp đến rồi thì gió rất là nhiều, mà điều trăn trở là những cái cây xanh ở ven đường. Thì hiện nay tình trạng là cây xanh đổ vỡ ven đường thành phố Hồ Chí Minh nó rất là nhiều. Thì trước mắt là vào đầu mùa mưa thì cơ quan chức năng hãy nghĩ đến người dân nhiều hơn. Còn chắc là mình sẽ đi khảo sát những cây xanh để chặt những cây xanh mà nó có nguy cơ đổ vỡ để tránh những cái thương vong, những tai nạn đáng tiếc. Qua thực tế quản lý thì những cái cây ngã đổ thường là những cây bị hư bộ rễ, bị sang thân bọng gốc. Nhưng mà cái việc mà phát hiện ra cái bộ rễ nó không còn nguyên vẹn là một cái việc rất khó cho cái công tác quản lý hiện nay. Trước mùa mưa bão vừa qua thì trung tâm cũng đã tỉa cành né nhánh cho toàn bộ khoảng 60.000 cây xanh loại 2 và loại 3, đốn hạ thay thế 3.000 cây có dấu hiệu nguy hiểm. Theo khuyến cáo của đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa thời điểm này thường kèm theo dông lốc, gió giật nên người dân cần chú ý đề phòng rủi ro khi ra đường. Ngày hội giới thiệu hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 theo chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm vừa khai mạc vào chiều ngày hôm nay tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với 15 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề thuộc 24 tỉnh thành trong cả nước. Các gian hàng được bố trí khoa học, thuận tiện và dễ dàng quan sát nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu trực tiếp sản phẩm, nhất là sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các địa phương đến người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế khi đến tham quan thành phố du lịch Châu Đốc. Ngày hội sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ nay đến hết ngày 25 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, Phú Quốc United Center của Tập đoàn Vingroup vừa chính thức được khai trương với 5 kỷ lục Việt Nam được xác lập, 7.200 đại cảnh trình diễn, 12.000 mini show mỗi năm. Thành phố không ngủ đầu tiên tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ là điểm phải đến mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Trên diện tích hơn 1.000 hecta, Phú Quốc United Center được đánh giá là vũ trụ du lịch giải trí đầu tiên tại Việt Nam, có thể sánh ngang với các điểm đến cuốn hút hàng đầu thế giới hành tinh như Jeju Hàn Quốc, Clarkquay Singapore, Las Vegas Mỹ. Siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cũng được tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố đạt đồng thời 5 kỷ lục quốc gia. Trong đó, Phú Quốc United Center được công nhận kỷ lục siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam. 4 kỷ lục còn lại được trao cho 2 hạng mục công trình và 2 chương trình nghệ thuật. Bổ sung hoàn hảo cho vũ trụ du lịch giải trí tại Phú Quốc United Center là hệ thống hơn 12.000 phòng của các thương hiệu khách sạn từ 5 sao đến mini hotel như Vinpearl, Vinoasis, Vinholiday, Radisson Blue, cùng hệ thống công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, VinWonder Phú Quốc, công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất châu Á, Vinpearl Safari, hệ thống MICE 5 sao, Vinpearl Convention Center, sân golf 18 hố Vinpearl Golf, Bệnh viện Quốc tế Vinmec. Thưa quý vị, rơm rạ là nguồn nguyên liệu rất có ích trong việc chăn nuôi và trồng trọt của nông dân. Tuy nhiên, thời gian qua thì đa số người dân chưa quan tâm đến việc tận dụng nguồn rơm rạ để tái phục vụ cho sản xuất. Nhiều người còn lãng phí nguồn nguyên liệu đa dụng này. Tại Cà Mau, nhờ được tuyên truyền đầy đủ và có máy công nghiệp phục vụ, rơm rạ sau thu hoạch của người nông dân đã trở thành những nguyên liệu sản xuất có ích. Và mời quý vị cùng tìm hiểu qua chia sẻ ngay sau đây của khán giả Trần Thanh Ngân có số điện thoại 0978 3 số cuối 884. Đối với một số người, rơm rạ là nguồn nguyên liệu rất giá trị, có thể sử dụng cho nhiều mục đích như trồng nấm rơm, làm thức ăn trong chăn nuôi hoặc ủ thành các loại phân hữu cơ để bón cho các loại cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, rơm rạ còn được dùng làm nguyên liệu cho một số ngành sản xuất công nghiệp. Thì cái lợi ích thứ nhất của sử dụng rơm rạ là mình, thứ nhất là mình sẽ làm nguồn cái phân hữu cơ. Cái thứ hai là mà gần gũi với nông dân mình nhất là việc tổ phủ đất. Thứ nhất là mình trồng rau màu trong mùa hạn này nè, làm tránh được cái nước, giảm đi thất thoát cái nước. Cái thứ hai là xóa mòn của đất và cái giữ độ ẩm được, và cái bón phân nó giữ được phân bón. Và đồng thời ngoài cái trồng màu, mình có thể tủ cho những cái gốc cây ăn trái của mình để nó giảm được cái khô hạn và chống cái cỏ dại, giảm cái cỏ dại mà phát triển.
Và cái lợi ích thứ ba của gâm gạ nữa là sử dụng cho việc chăn nuôi. Do thấy được lợi ích của rơm dạ nên một số người mua máy cuộn rơm về cuộn mướn hoặc thu mua rơm dạ của bà con nông dân sau khi thu hoạch lúa. Trung bình mỗi hectare đất sau thu hoạch có thể thu gom được khoảng 150 cuộn rơm dạ. Mỗi cuộn có giá bán từ 15 đến 20 nghìn đồng, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần. Chỉ tính riêng tại tỉnh Cà Mau, với gần 35.000 hectare đất sản xuất lúa hai vụ, nếu thu gom và sử dụng tốt nguồn rơm dạ, mỗi năm nông dân trong tỉnh có thể tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều người chưa hiểu hết những lợi ích của rơm dạ nên chưa chịu thu gom hoặc do thói quen đốt rơm dạ để cải tạo đất gây lãng phí một lượng lớn nguồn tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Thường thì ở đây người dân đây thì người ta đốt chứ không có ít khi mà gom lại sử dụng. Có ai trồng đỏ mới gom lại sử dụng thôi. Không nên đốt. Thứ nhất là bà con thấy là gây cái khói rất là nguy hiểm khi mà tham gia giao thông, cái là khói mù hết trơn. Là cái hai nữa là cái khói đó thì nó thải ra cái CO2 và cái CO và các những khí độc khác nữa. Và cái nữa là nó sẽ làm cho cái đất của mình nó sẽ khoáng quá. Từ cái chất hữu cơ mà gom gã là hữu cơ mà trở thành là cái vô cơ. Đó, thì nó từ từ nó sẽ cho cái nguồn đất, cái đất của mình nó sẽ chai đi. Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, việc đốt rơm dạ không chỉ lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, mà còn tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, làm suy giảm các loài thiên địch có lợi, giúp các loại sâu bệnh có điều kiện phát triển và tấn công các loại cây trồng, gây thất thoát mùa màng. Thưa quý vị, với 2.000 đồng thì nhiều người chỉ có thể mua một ly trà đá để giải khát. Nhưng khi đến với thành phố Hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp thì với 2.000 đồng, mọi người sẽ được một bữa cơm no bụng khi dừng chân tại quán cơm chay tự chọn nằm trên đường DT848 thuộc khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Điểm đặc biệt ở quán cơm chay này là thực khách được bao no, tự do lựa chọn món ăn mình thích. Quán cơm để bảng 2.000 đồng nhưng không trực tiếp thu tiền mà cứ để một thùng từ thiện, tùy mọi người đóng góp. Nếu như khi mới đưa vào hoạt động, mỗi ngày quán cơm chỉ phục vụ vài chục suất, hiện nay, mỗi ngày quán cơm này cung cấp gần 500 suất cơm chay, trở thành địa chỉ nhân đạo với hàng trăm mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa phương. Người có thời gian thì ngồi lại ăn, ai không có thời gian thì lấy một phần mang về. Đa số thực khách đều là công nhân, người bán vé số, sinh viên nghèo. Mà lấy mỗi một phần ăn tự chọn đó là 2.000. Thì bà con nào có tiền thì để vô cũng được, mà không tiền cũng ăn được. Như vậy để mình giúp cho một cái số bà con mình đi bán giấy số, cũng như dân nghèo, công nhân đi làm, gặp hoàn cảnh khó khăn bị mùa dịch này đó, rồi không đủ mà chi phí trong gia đình. Có thể mình giúp cho người ta một bữa cơm trưa, cũng gọi là cái tình mà với nhau. Không chỉ là địa chỉ nhân ái với người nghèo, mà quán cơm này còn là điểm đến với các bạn sinh viên, giúp các bạn no bụng, vững tâm lo chuyện học hành, bớt đi gánh nặng về tiền ăn hàng ngày sau những giờ học tập căng thẳng. Tụi em tới đây thì thấy không gian này rất là thoáng mát, sạch sẽ, đồ ăn thì rất là ngon. Rồi theo em thấy thì Sa Đéc mình có quán cơm này thì rất tốt cho những người mà lao động nghèo có thể tới đây để mà ăn uống, để mà có sức khỏe, để mà lao động kiếm đồng tiền. Theo em thấy thì đối với những người lao động thấp thì đây là bữa cơm rất là có ích cho họ, tại vì để họ tiết kiệm được một phần nào đó kinh phí để lo việc khác của gia đình. Được biết, quán cơm chay này do ông Trần Văn Thanh Quang, ngụ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc cùng nhóm từ thiện đứng ra thành lập. Chủ cơ sở gạch men Đức Thuận Thiên hỗ trợ về mặt bằng, cơ sở vật chất như bàn, ghế, máy móc, lò nấu cơm, súp để quán hoạt động. Hiện tại, mỗi ngày, quán phục vụ từ 10 đến 14 giờ, với 5 đến 6 món chay, thực đơn được thay đổi hàng ngày. Nguồn nguyên liệu để chế biến thức ăn như rau, củ, gia vị và cả gạo phần lớn đều do các mạnh thường quân tài trợ. Phần nào thiếu, các thành viên tự bỏ tiền túi ra mua thêm. Riêng các nhân công phục vụ tại quán và đầu bếp đều do một nhóm người tình nguyện làm việc không công. Tại tôi lại ăn này, tôi coi là quán cơm này như thế nào, đang về tôi chia sẻ ra những người khác nữa.
Thì coi như quán cơm đây thì từ thiện. Thì tôi thì khả năng tôi thì nói chung ra dư thì không dư gì mấy, mà cũng đủ ăn đủ xài, mà tôi thì cũng hay đi từ thiện. Thì tôi đến đây coi tôi thấy thiếu cái gì đó thì tôi đóng góp vô phần đó là sao nữa. Chứ mình không hứa là mình cái gì, mình thấy gì mình thích, thiếu cái gì, ví dụ thiếu cái dao mình đóng góp vô cái dao, và thiếu cái thớt mình đóng góp vô cái thớt. Trong thời buổi khó khăn vì đại dịch COVID-19 như hiện nay, thì những quán cơm chay như thế này được ra đời như những chiếc phao cùng chia sẻ một phần khó khăn, gánh nặng về cơm áo gạo tiền với những mảnh đời yếu thế, lan tỏa thêm hành động đẹp vì cộng đồng.